Chào anh em, gần đây mình nhận được nhiều đề xuất đánh giá về cái đồng hồ này. Smart có GPS anten phân cực tròn, hơn thế thì nó có thể đồng bộ Strava và xuất được lộ trình tập luyện ngoài trời, trong khi là mức giá của nó chỉ hơn 1 triệu. Là Charter 3 Pro của nhà Zipless, thị trường Smart mình thấy là ngày càng cạnh tranh và khốc liệt. Những cái chức năng và mức giá như vậy, không thiếu những cái sản phẩm tương tự. Không biết rằng là Zipless Charter 3 Pro có đủ sức để mà vượt qua được những cái đối thủ cùng phân khúc hay không? Thì chúng ta hãy cùng làm rõ trong video ngày hôm nay. Và bây giờ, mời anh em xem review của tôi. Nhìn như này thì anh em biết được đâu là bản Pro, đâu là bản thường không? Rất khó nhận biết đúng không? Bên trái của mình là bản Pro này. Khá lâu trước đó thì mình đánh giá cho anh em về con bản thường này rồi. Thì anh em thấy rằng là ngoại hình của nó không có gì khác biệt mấy cả. Chỉ có cái phần viền này là có màu mới này. Em này thì có cái form đậm chất thể thao và hầm hố. Có viền hoàn thiện từ hợp kim kẽm cố định bởi 4 con ốc. Nó sẽ đính vào cái phần khung này được làm từ nhựa này. Và phần khung thì nó sẽ là một khối với lưng. Cho nên là cái khả năng kháng nước của nó sẽ tốt hơn một xíu. Tiêu chuẩn của nó là IP68. Anh em chỉ có thể rửa tay đi mưa nhẹ thôi. Chứ còn bơi là không được nhá. Rồi anh em nhìn thấy là cái phần sau lưng này. Có sạc từ tính. Ngoài ra thì cảm biến sức khỏe của nó cũng không có gì thay đổi so với bản thường. Cho nên là về vấn đề đo đạc thì mình nghĩ là nó cũng giống nhau thôi. Ngoài ra thì anh em thấy là nó có khe loa này. Và mic phục vụ cho cái vấn đề nghe gọi đàm thoại. Em này thì nó sẽ có hai nút cứng, nút trên là vào trong giao diện app này và nút dưới cố định vào trong ứng dụng tập luyện. Và nút thì mình thấy bấm khá sướng tại vì là nó có họa tiết kim tự tháp tăng ma sát khi mình em chạm vô. Quay trở lại nói về phần viền này, đấy thì nó có cái chữ GPS Watch. Đây là cái điểm mình không thích, nhìn nó khá là quê, không cần chữ này thì mình nghĩ là nó sẽ ok hơn nhiều. Rồi con này thì có kích cỡ khá to là 46,3mm. Ngoài ra thì có một cái nhược điểm khá lớn, đó là cái độ dày của nó sẽ khá dày. Đây, anh em thấy rằng là nó lên đến hơn 16mm. Cho nên là nó sẽ khá cồng kềnh ở trên cổ tay. Và cổ tay anh em ít nhất chu vi là tầm hơn 16cm đổ lên nhá. Và nói về phần dây đeo này, ngay khi mà vừa bóc hộp ấy thì mình sờ vào cái dây này, nó có một cái chất nhầy nhựa, đeo rất là khó chịu anh em ạ. Cho nên là lập tức mình phải rửa luôn cái dây này đi. Và nhìn nó bóng bóng thế này, trông cái cảm giác nó khá là rẻ tiền. Em này thì nó sẽ có hai phiên bản màu sắc này. Ngoài cái phiên bản màu đen xám này thì nó có cái màu xanh. Khung và dây của nó là màu xanh thôi. Rồi, thông số nói sơ sơ thì con Charter 3 này có 3 điểm nổi bật giúp cho nó có thời lượng pin dài. Là nhờ chạy hệ RTOS này. Thứ hai là Bluetooth 5.3 tiết kiệm điện năng. Và cuối cùng là có dung lượng pin 400mAh. Vậy nên là anh em thấy là nó sẽ khá dày như này. Trong đó một thông tin quan trọng là có màn AMOLED kích cỡ 1.43 inch. Độ phân giải và mật độ điểm ảnh của nó ở mức khá nên là đem lại cái độ sắc nét cao. Độ sáng ở mức 1000 nit nhưng mà có vẻ như là thực tế thì nó sẽ không hẳn như vậy. Chỉ khoảng 500 nit là căng thôi. Em này không có chỉnh độ sáng tự động và những cử chỉ cơ bản như là úp lòng bàn tay tắt màn hay là một chạm đánh thức là nó không có nhá. Cử chỉ nghiêng tay cũng thường xuất hiện cái tình trạng màn thức chậm. Khoảng 1-2 giây thì nó mới lên. Nói chung là thiếu mấy cái cử chỉ và nghiêng tay chậm là dùng cảm giác nó hơi bất tiện anh em ạ. Về phần mềm, hệ điều hành hay là ứng dụng kết nối, Charter 3 Pro được chạy hệ điều hành do Zipless tự xây dựng, cho nên là nó sẽ có ứng dụng kết nối riêng là Zipless Fit. Có một điểm hay hơn so với những đối thủ cùng phân khúc như là Halo, Mi Pro, Kia Select, GoSpeed là nó cho phép anh em đồng bộ được những cái file tập luyện của mình lên Strava. Và mình thấy là đồng bộ lên cũng khá là ổn định nhá. Có một cái điểm thú vị hơn là ở trong nhật ký tập luyện này. Đấy, mình phải chuyển sang cái ngày 15 là cái ngày mà mình đạp xe. Đây. Là anh em thấy là có một cái phần để cho anh em xuất được cái lộ trình tập luyện của mình đuôi GPIC này để anh em up lên những cái trang web phân tích sâu hơn. Ngoài ra thì anh em cũng không phải lo cái vấn đề về đồng bộ hóa Strava chập chờn tại vì nó có một cái nút thủ công đây. Khi mà anh em bấm đồng bộ hóa Strava nhá, lập tức là cái file tập của anh em nó sẽ lên đấy luôn. Tuy nhiên thì nó không có data dữ liệu về nhịp tim. Quay trở lại nói tiếp về cái app quản lý của nó nhá. Nói chung là cái app này nó cũng khá là trực quan thôi. Anh em có thể chọn đây để lấy GPS từ trên điện thoại. Đây, thì những cái tính năng quản lý của nó cũng không có gì khác biệt so với những cái con đồng hồ khác. Về kho thư viện mặt đồng hồ nó này, thì anh em có thể set mặt tùy chỉnh theo ảnh cá nhân hóa. Còn kho thư viện mặt của nó cũng nhiều mặt rất là phù hợp với cái con đồng hồ thể thao như này. Hiện tại là có khoảng hơn 200 mặt gì đó. Có những mặt lấy cảm hứng từ Huawei Watch 4 này, như là cái mặt trái đất. Bây giờ thì mình sẽ nói sâu hơn về phần mềm ở trên đồng hồ nha. Ở trong yếu tố phần mềm thì anh em mới thấy được cái sự khác biệt giữa Charter 3 và Charter 3 Pro là gì. Nó nằm ở trong nhật ký tập luyện này.
Đây, hiện được cái đường vẽ tuyến đường mà anh em di chuyển. Còn ở trên con Charter 3 này thì anh em chỉ nhìn thấy được cái tổng quãng đường mà anh em di chuyển thôi. Còn lại thì các cái thông số khác không có gì thay đổi. Nhìn chung thì đây là một cái nâng cấp gọi là nó sống động hơn và gây hứng thú hơn với anh em mà tập luyện thể thao ngoài trời nhiều. Rồi, về phần mềm thì như mình cũng đã chia sẻ cho anh em ở trên con Beyond 3 Pro hay là Charter 3 là hệ điều hành đến bây giờ là hơn 1 năm thì vẫn khá là ngáo ngơ và đụt. Cụ thể như là trong thông báo này, khi mà anh em lướt xuống để đọc này, nó sẽ ép anh em phải đọc toàn bộ thông báo. Đấy, chúng mày phải đọc hết đi thì mới lướt lên về mặt đồng hồ chính được. Chứ còn vừa lướt xuống, lướt lên là không được nha. Đấy, anh em phải bấm nút cứng như này để về mặt đồng hồ chính này. Khá là tù. Rồi, quay trở lại nói tiếp về thông báo này. Nó sẽ nhận được tối đa là 10 thông báo ứng dụng và icon app thì anh em thấy là nó khá tù. Ngoài ra thì anh em thấy rằng là khi mình lướt như này thì nó cũng không được mượt mà. Rồi, cho anh em xem icon của app Zalo này. Nó hiện được cả ở trên iPhone nhá. Còn đây là danh sách những cái ứng dụng mà nó hiện được icon ở trên iPhone. Nói tiếp về nội dung của nó như nào nhá. Không hiện biểu tượng cảm xúc này. Còn về nội dung của nó thì anh em xem ở đây. Cũng độ khoảng tầm 3 cho đến 4 dòng anh em ạ. Phông chữ thì nó cũng hơi nhỏ nhỏ. Nhưng mà nói chung là cũng đủ để anh em có thể đọc được. Tuy nhiên thì nó bị lỗi ngắt chữ xuống dòng này. Các yếu tố khác liên quan đến thông báo như là cường độ rung thì anh em có thể chỉnh rung được trong phần cài đặt như này. Mình để cái mức rung cao nhất thì thấy rằng là nó ở tầm trung thôi. So sánh với chứng rung tình yêu của chị em thì chắc được tầm 5/10. Mình test thử một cuộc gọi xem là cái tốc độ nhận thông báo cuộc gọi của nó ra sao. Nhận tức thì luôn. Ngoài ra thì anh em cũng thấy được là loa của nó khá to. Không có cái phần chuyển tiếp cuộc gọi sang điện thoại này. Còn như anh em thấy ở đây là cuộc gọi ứng dụng này. Mình chưa thấy cái con đồng hồ nào mà kết nối với Android mà nhận được cuộc gọi ứng dụng cả. Chỉ có iPhone thôi. Và thấy rằng là nó hiện được số điện thoại của người gọi. Chứ không hiện ra được tên người gọi. Thỉnh thoảng nó còn hiện ra những cái dãy số mã hóa cơ. Đấy, anh em có thể bấm nghe được như này. Còn đây là cuộc gọi từ ứng dụng Messenger Facebook này. Nó không hiện được đâu anh em nhé. Chỉ ra cái thông báo là cuộc gọi đến hay là nhỡ thôi. Bên trái bên phải này là các trang widget thì anh em không thể sắp xếp cũng như là thay đổi vị trí. Nó chỉ có là 5 trang widget thôi. Ngoài ra thì nó có một cái trang tiện ích để cho anh em theo dõi về hoạt động, các cái chỉ số về sức khỏe, theo dõi về thời tiết hay là đặt báo thức. Mặt đồng hồ thì nó bị giảm bớt so với con Charter 3 là chỉ có hai mặt có sẵn như này thôi. Và anh em chỉ cài thêm được một mặt từ kho thư viện mặt. Đấy, hơi tù anh em ạ. Dưới này là trung tâm điều khiển. Icon nó cũng rất là đơn điệu. Được cái hay là nó có tùy chỉnh bật tắt AOD nhanh. Còn đây là chỉnh độ sáng này. Đấy, anh em cứ chấm chấm vào thì nó sẽ tăng giảm độ sáng thôi. Giao diện app thì nó có hai dạng. Lướt như này thì thấy ok. Chứ còn lướt theo cái kiểu như này thì em thấy rằng là nó giống như là anh em đi xe máy ấy, mà phanh phát là nó phanh luôn. Phanh rất ăn đấy. Nó không có cái hoạt ảnh là trượt trượt anh em ạ. Đấy, cứ dừng một phát là nó dừng thôi. Có cái điểm hay là những cái ứng dụng nào mà nó liên quan đến nhau thì nó sẽ nằm trong một khu vực như là sức khỏe này hay là nghe gọi này. Đấy, trong đây là những cái ứng dụng liên quan đến đồng hồ như là anh em có thể đặt báo thức. Con này thì tính năng thì nó cũng vừa đủ dùng thôi. Tập luyện thể thao thì anh em thêm được những cái môn tập khác ở trong app Gymlet Fit nhá. Bên cạnh đó thì em này có tính năng điều khiển nhạc ở trên điện thoại. Tuy nhiên thì không có âm thanh đa phương tiện. Tức nghĩa là cái loa của nó chỉ mục đích sử dụng trong cái trường hợp nghe gọi đàm thoại thôi. Ứng dụng thời tiết thì cũng rất là ít thông tin. Nhìn chung thì con này cũng không có gì thay đổi mấy so với con Charter 3 bản thường. Cái điểm hay ở trong cài đặt của nó ấy là thời gian chờ màn hình này. Thì nó có cái phần chỉnh là luôn tươi sáng, tức là luôn luôn hiển thị, không bao giờ tắt anh em ạ. Chứng tỏ là họ rất là tự tin về vấn đề pin ở trong cái nghiêng tay đánh thức này. Để anh em có thể set lịch bật tắt theo lịch. Đấy, tương tự như là của dòng Xiaomi. Trong AD thì nó cũng có set lịch bật tắt anh em ạ. Mặt AOD thì nó chỉ có hai dạng thôi. Mặt dạng kim và dạng số. Ok. Tới tập luyện, mình sẽ nhận xét về phần nhìn trước nhá. Giao diện thông số tập là cực kỳ ngáo. Trang đầu tiên để cho người dùng quan sát các cái chỉ số quan trọng thì lại chỉ để xem mỗi cái thời gian tập thôi. Mình mà đang đạp xe mà ngó xuống xem đạp được bao cây ấy, là chịu luôn. Đấy, quá thiếu trực quan và không hề quan tâm tới hành vi của người dùng. Em này sẽ có GPS dạng băng tần đơn nhưng mà cũng rất đáng khen là tốc độ bắt tín hiệu GPS ở khu vực thoáng khá là nhanh chóng, trong loanh quanh dưới 10 giây thôi. Và nếu như mà bị chậm hơn thì anh em khởi động lại đồng hồ là được.
so sánh kết quả quãng đường với Apple Watch Ultra 2 chỉ lệch là 50m khi mà lộ trình đạp xe của mình là hơn 10 cây. Cũng khá là ấn tượng đấy chứ nhờ. Nhờ đồng bộ Java và xuất được cái file đuôi GPIC nên là cũng không có gì khi mình đưa được nó lên bản đồ vệ tinh kiểm tra được như này. Tín hiệu GPS mình đánh giá là khá tốt. Em này theo họ nói là có dạng anten phân cực tròn nên là chắc chắn là cũng sẽ ngon lành rồi. Phóng to hết cỡ thì cũng chưa được thẳng lắm nhưng mà đại đa số cái đường vẽ là chuẩn. Một con đường đặc biệt nhiều cây xanh đặc thù như này, nó bị rích rắc nhưng mà không bị xiên vào cái khu dân cư, đấy, vẫn trong cái phạm vi đường là vẫn ok rồi này. Còn lại thì các cái cung đường rộng thoáng bình thường như này thì nó cũng không gặp vấn đề trục trặc gì. Cái con đường này hay nói đúng hơn là cái ngõ mà mình hay test ấy, cái độ khó nó rất là cao. Có khá nhiều cái đồng hồ thông minh nó bị sai lệch ở cái đường này. Thì ở trên Charter 3 Pro vẫn vượt qua cái bài thử thách này một cách rất là dễ dàng. Thực sự là khó tin bên một cái đồng hồ giá rẻ như là Zblade lại có GPS tương đối ổn áp như vậy. Đối với cảm biến nhịp tim thì mình chạy test ở 3 vùng, vùng thấp nhất này, vùng trung bình và cao nhất, đối chiếu với Apple Watch Ultra 2. Trong vùng thấp nhất thì cái phạm vi sai số trong khoảng 1 cho đến 2 đơn vị. Vùng trung bình thì nhịp tim nó sẽ là trên 100, sai số nhiều hơn và nhảy rất là nhiều, dao động sai lệch trong khoảng từ 1 cho đến 6 đơn vị. Và cuối cùng là cái vùng cao nhất cũng tương tự như là vùng trung bình về độ sai số. Tổng quan thì cái độ chính xác về nhịp tim là chưa thể hiện tốt được như là GPS. Chuyển sang đến mức Zblade Charter 3 Pro sẽ trải qua 3 bài thử nghiệm nhé. Đầu tiên là chạy xe thì em này bị nhảy lên 35 bước trong khoảng gần 14 cây mình di chuyển cả tối. Bài thứ hai là đeo cùng Ultra 2, đi lại trong một ngày hoạt động thôi, thì Charter 3 Pro bị thấp hơn là 320 bước. Cuối cùng là đối chiếu với máy đi bộ, kết quả rất ổn, chỉ hụt mất 13 bước thôi. Song song với đó thì mình kiểm tra thêm calo cũng có lệch là 8 đơn vị. Thành phần quan trọng cuối cùng là theo dõi giấc ngủ. Em này hơi cồng kềnh nên là mình cũng ngại đeo đi ngủ, nhưng mà bài đánh giá thì phải có chứ đúng không? Giao diện theo dõi hết sức đơn giản ở cái app quản lý và trên đồng hồ. Tổng thời gian bắt đầu ngủ và tỉnh dậy nhìn chung là ok, không lệch nhiều so với Ultra 2. Trong đó thì giai đoạn ngủ nó bắt cái lúc mà mình tỉnh giấc khá là kém nhạy. Mình xét theo phần trăm nhá, anh em thấy là ngủ chính chỉ lệch 1%, còn lại REM mà ngủ sâu là chênh lệch rất lớn. Nhận xét khách quan sau nhiều lần mình đã ngủ test thì thấy là nó không ổn định, thỉnh thoảng nó bị sai cái thời gian bắt đầu ngủ hoặc là tỉnh dậy. Về thời gian sử dụng pin thực tế, anh em cũng không cần phải suy nghĩ hay là lo lắng gì cả. Xác nhận với anh em là em này pin cực trâu, cực lâu và cực dài. Mình khỏi phải theo dõi chi tiết luôn, cứ trung bình là nó được khoảng tầm 5 cho đến tối đa là 7 ngày. Trường hợp 5 ngày là mình tập luyện test GPS cũng nhiều ấy, một ngày chắc phải hơn 1 tiếng. Thông báo là mọi thứ mình cũng bật tất luôn. Công bố của GPS là 18 ngày đổ lên thì là chắc mình dùng tần suất như này là cũng căng đấy anh em ạ. Kết luận cuối cùng của mình về con Zblade Charter 3 Pro này thì mình thấy rằng đây là một con đồng hồ có GPS khá tốt trong tầm giá. Anh em có thể đồng bộ Java cũng như là xuất được cái file tập luyện của mình, đuôi GPIC rất là quan trọng của anh em tập luyện thể thao chuyên nghiệp. Tuy nhiên thì đồng bộ Java chưa có data dữ liệu về nhịp tim. Ngoài ra thì phần mềm của nó có cái phần nào hơi tù túng, nhận xét khách quan là nó hơi đần anh em ạ. Đánh đổi lại thì thời gian sử dụng pin của nó khá dài. Vậy anh em thì sao? Anh em thấy con Zblade Charter 3 Pro này thế nào? Hãy để lại nhận xét dưới phần bình luận để cho mình và anh em khác cùng biết nhé. Hy vọng rằng anh em thấy thích cái video này của mình, hãy ủng hộ cho mình bằng cách nhấn like và đăng ký kênh, cũng như là bật chuông thông báo để không bỏ lỡ tất cả các video về review smartphone của mình trong tương lai. Cảm ơn em và hẹn gặp lại.